văn phòng có một vật bất ly thân, đố bạn đó là gì? Son, phấn. Đó là đối với những cô gái bình thường, còn đối với những cô gái mà bất ổn giống như Quyên á thì đó chính là cặp mắt kính. Vậy thì những cô gái làm việc văn phòng mà đang bị cận á thì mình nên chọn gọng kính như thế nào để phù hợp với gương mặt của mình và phù hợp với môi trường làm việc của mình? Vậy thì chúng ta cùng nhau khám phá trong video ngày hôm nay nha. Top 3 dáng gọng kính không bao giờ lỗi thời dành riêng cho những cô gái làm việc văn phòng tại showroom Kính Hải Chiêu. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Kính Hải Chiêu. Việc lựa chọn dáng của gọng kính nó còn phụ thuộc vào tính chất công việc và cá tính của người đeo. Ví dụ như là những cái bạn nữ mà bạn theo phong cách là nữ tính, nhẹ nhàng, ngọt ngào hoặc là làm trong những cái môi trường công sở tự do, thoải mái thì các bạn sẽ thường lựa chọn là gọng kính tròn. Đây là gọng kính mà được nhiều bạn trẻ hiện nay lựa chọn nhất bởi vì cái sự là thoải mái khi đeo vào mình sẽ tạo cảm giác là dễ nhìn, thân thiện, gần gũi, dễ thương. Đặc biệt là những cái bạn trẻ mới ra trường thì thường các bạn cũng sẽ hay chọn cái gọng kính tròn này. Kính gọng tròn thì khá phổ biến hiện nay đối với phái đẹp của khối văn phòng. Với kiểu dáng tròn của gọng kính thì thường sẽ phù hợp với nhiều loại dáng mặt khác nhau, bao gồm từ dáng mặt vuông, dáng mặt hình bầu dục hoặc là dáng mặt hình oval. Điều này tạo ra tính linh hoạt và đa dạng cho người đeo. Kính gọng tròn nó cũng sẽ giúp tạo điểm nhấn cho khuôn mặt. Đặc biệt là nếu như mà bạn có một cái gương mặt góc cạnh thì những cái kính gọng tròn này sẽ giúp cho đường nét của khuôn mặt của mình trở nên mềm mại và thân thiện hơn. Gọng kính tròn thường được lựa chọn cho nhiều dịp khác nhau, từ lúc đi làm cho đến những các sinh hoạt hàng ngày. Hiện nay thì kính gọng tròn đa dạng về thiết kế và kích thước, có nhiều loại vật liệu cũng như là thiết kế khác nhau, từ nhựa nè, kim loại cho đến gọng mảnh và gọng oversize, phù hợp với nhiều sở thích và phong cách của mỗi người. Kiểu dáng thứ hai đó là kiểu dáng gọng vuông. Thì kiểu dáng gọng vuông nó sẽ phù hợp với những bạn nữ theo cái phong cách thời trang là nghiêm túc, chín chắn, trưởng thành. Đặc biệt là phù hợp đối với những cái bạn làm việc trong những cái môi trường mà cần sự nghiêm túc nè, cần tạo dựng được lòng tin đối với những cái người trong những cái mối quan hệ giao tiếp trong công việc của mình. Đặc biệt thì mình sẽ thấy là các bạn làm ở khối các cái công việc như là về nhân sự nè, về kế toán hoặc là thường xuyên gặp gỡ đối tác, gặp gỡ khách hàng thì các bạn sẽ ưu tiên lựa chọn là kính gọng vuông. Gọng kính vuông thường mang lại vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế và sang trọng cho người đeo. Gọng kính này thì nó phù hợp với nhiều dáng gương mặt khác nhau. Nhưng với những cái kiểu dáng góc cạnh nè và có nhiều cái chi tiết thời trang như là viền mỏng, màu sắc đa dạng hoặc có các cái họa tiết trang trí thì sẽ giúp tạo nên một cái phong cách hiện đại và cá tính cho các chị em. Gọng kính vuông thì phù hợp từ công sở cho đến các cái sinh hoạt hàng ngày như là hẹn hò, đi chơi, thậm chí là tham dự các cái sự kiện quan trọng khác. Thì gọng kính vuông hiện nay thì thường được làm từ nhiều cái vật liệu khác nhau như là kim loại, nhựa, cũng như có nhiều kiểu dáng và kích thước khác nhau từ gọng nhỏ gọn cho đến gọng oversize. Nhưng mà để chọn được một cái gọng kính phù hợp nhất với gương mặt của mình thì bạn vẫn nên đến trực tiếp cửa hàng để được tư vấn và lựa chọn. Đặc biệt đối với những cô nàng theo đuổi phong cách thời trang cá tính, sáng tạo, độc đáo hoặc là làm việc trong những cái môi trường mà cần sự sáng tạo, năng động, phá cách và đột phá thì các bạn sẽ có những cái sự lựa chọn những chiếc gọng kính mà nó có những cái họa tiết hoặc là những cái kiểu dáng khác biệt một xíu. Ví dụ như là kính gọng hình đa giác hoặc là kính gọng hình mắt mèo. Đây là những kiểu thiết kế độc đáo, khác biệt và hiện đại, thường được những cô nàng văn phòng làm việc trong môi trường sáng tạo và tính thẩm mỹ cao hoặc là cá tính yêu thích để lựa chọn. Với kiểu dáng độc đáo và mới lạ như là mắt mèo, đa giác, giọt nước thì những gọng kính này sẽ mang đến cho các nàng một diện mạo rất là thời trang và cá tính, nổi bật được phong cách cá nhân cũng như là gu thẩm mỹ riêng của chị em chúng ta. Các kiểu dáng này thường được phù hợp với nhiều cái dáng mặt khác nhau, từ dáng mặt tròn đến dáng mặt vuông, tạo ra tính linh hoạt và nhiều sự lựa chọn theo sở thích của các nàng. Tùy theo trang phục và hoàn cảnh mà nàng có thể lựa chọn cái dáng kính cho phù hợp. Một chiếc kính phù hợp đó là chiếc kính giúp tôn lên những cái ưu điểm trên gương mặt của mình, phù hợp với môi trường và hoàn cảnh, thể hiện rõ nét nhất phong cách của người đeo. Tính chất công việc nơi văn phòng thì thường sẽ khiến cho các chị em phụ nữ cần tìm đến một chiếc kính mà nó gọn nhẹ, có tầm nhìn rộng, phù hợp với mọi hoàn cảnh, thoải mái khi đeo nhưng mà vẫn phải đảm bảo được tính thẩm mỹ. Bạn có tin không, một chiếc kính phù hợp sẽ cứu rỗi cả gương mặt và phong cách của bạn. Vậy thì bạn nên đến trực tiếp tại cửa hàng để mình có được nhiều sự lựa chọn hơn, trải nghiệm trực tiếp và được các bạn chuyên gia tư vấn để mình có thể tìm ra đúng chiếc kính và xin ra để dành riêng cho bạn. Showroom Kính Hải Chiêu luôn sẵn sàng và chờ đón bạn.